và trường Trung học phổ thông chuyên Lê Thiết. Xin mời bốn đội thi chúng ta cùng tiến lên sân khấu để cùng lắng nghe phần công bố kết quả. Rồi. Mời các bạn Lê Khiết di chuyển qua đây luôn ạ. Mời các bạn chuyên Lê Khiết di chuyển sắp đây. Dạ vâng ạ. Rồi xin mời hai đội thi tổng lại lên sân khấu ạ. Vâng thưa quý vị, và trên tay của Nam Kha lúc này đã có kết quả từ phía ban giám khảo và ban tổ chức cuộc thi. Chúng ta sẽ có hai giải ba, một giải nhì. Chúng ta sẽ có một giải ba, hai giải nhì và một giải nhất. Vì chất lượng và điểm số cuộc thi, chúng ta sẽ căn cứ theo chất lượng và điểm số cuộc thi. Vì thế có sự thay đổi so với ban đầu, chúng ta sẽ có một giải ba, hai giải nhì và một giải nhất. Và giải ba cuộc thi hùng biện về cuốn sách của tôi, xin được chúc mừng đơn vị trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tân hiệu Quảng Ngãi. Và xin mời các bạn chúng ta cùng tiến lên phía trên để nhận giải ba. Xin mời toàn đội. Con đội luôn ạ. Và xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Trần Thị Thúy Tư, chuyên viên phòng giáo dục trung học tổng dục và đào tạo, và anh Lê Tất Cát, phó giám đốc khách hàng tổ chức công nghiệp VNPT Quảng Ngãi sẽ lên trao giải ba. Xin được trân trọng kính mời. Và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho đơn vị đạt giải ba tại cuộc thi lần này. Xin được cảm ơn bà Trần Thị Thúy Tư, xin được cảm ơn anh Lê Tất Đắc. Và xin mời các bạn chúng ta cùng lùi về phía sau ạ. Và sẽ có hai giải nhì. Giải nhì đầu tiên xin được chúc mừng đơn vị trường đại học tài chính kế toán. Và một trong hai đơn vị còn lại là đơn vị trường đại học Phạm Văn Đồng và trường trung học phổ thông chuyên Lê Khiết. Một trong hai đơn vị sẽ đạt giải nhất cuộc thi hùng biện về cuốn sách của tôi ngày hôm nay. Và trên kết quả mà ban giám khảo và ban tổ chức tổng hợp được, số điểm của hai đơn vị này rất sát sao. Và xin được công bố giải nhất luôn ạ. Một trong hai đơn vị còn lại, một đơn vị đạt giải nhất, một đơn vị đạt giải nhì. Và giải nhất cuộc thi hùng biện về cuốn sách của tôi do tổng đọc báo Ngãi và Sở Thông tin Truyền thông tổ chức, xin được gọi tên và chúc mừng. Xin được chúc mừng giải nhất trường đại học Phạm Văn Đồng và trường chuyên Lê Khiết. Các bạn xin đã vượt giỏi đạt giải nhì từ cuộc thi ngày hôm nay. Và xin mời hai đơn vị tài chính kế toán và chuyên Lê Khiết cũng là cùng tiến lên phía trên để nhận giải nhì ạ. Xin mời hai đơn vị đạt giải nhì chúng ta cùng tiến lên phía trên. Và xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Huỳnh Thị Sương, phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, và bà Huỳnh Thị Thu Thủy, phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông sẽ lên trao giải nhì cuộc thi ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Mời thưa quý vị, cả hai đơn vị Đại học Tài chính Kế toán và trường Trung học phổ thông Du lịch, các bạn đã rất xuất sắc tại cuộc thi lần này, đem lại đến khán giả những
phần thi vô cùng ý nghĩa và thiết thực tuyên truyền về cuốn sách cũng như văn hóa đọc trong thời đại số năm 2024. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho hai đơn vị đạt giải nhì tại cuộc thi ngày hôm nay. Xin được cảm ơn Bảo Huỳnh Thị Phương, xin cảm ơn Bảo Huỳnh Thị Thu Thủy. Xin được cảm ơn các bạn và các bạn chúng ta cùng di chuyển lưu về phía sau à. Xin được cảm ơn ạ. Và một lần nữa giải nhất cuộc thi hùng biện về cuốn sách của tôi. Xin được chúc mừng cho đại học Phạm Văn Đồng. Xin mời các bạn chúng ta cùng tiến lên trên để nhận giải nhất cuộc thi lần này. Và xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Đặng Văn Nghiệp, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, và anh Trần Đăng Minh, Phó Bí thư tỉnh đoàn sẽ lên cao giải nhất. Xin được trân trọng kính mời. Một trang với tôi thật lớn chúc mừng quý vị đạt giải nhất cuộc thi ngày hôm nay. Và xin mời các vị giám khảo còn lại, các quý vị đại biểu chúng ta cùng chuyển lên sân khấu để chụp hình lưu niệm với tất cả các thành viên của các đội dự thi. Và xin mời các bạn chúng ta cùng tiến lên phía trên ạ. Các bạn đến hình vòng cung á, các bạn đứng hình vòng cung lên phía trên là sẽ có khoảng cách để chụp hình nha. Một lần nữa xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho cuộc thi để diễn ra thành công tốt đẹp. Vâng, thưa quý vị, cuộc thi hùng biện cuốn sách của tôi năm 2024 đến đây là kết thúc. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, các thành viên ban giám khảo cùng toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và độc giả đã về dự xem và cổ vũ. Chúc toàn thể quý vị luôn dồi dào, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tại những cuộc thi tiếp theo.